theo Phật, hơn nữa lại tham đắm nghiệp trần, khiến nên họ như có đến hai đường, mà hai chân đều muốn bước đi một lượt, hay như chân bước tới, cặn bước lui, chọn đời lúc lắc ứ nê chịu trần, và chịu khổ tâm đau đớn của quả tim như bị xẻ đôi, vô lý lắm. Nhưng kẻ ấy nếu thử ngay trong lúc nguyện cầu mỗi bữa, mà Phật lại rước dẫn tâm hồn đi luôn, chắc là họ khóc lóc dậy dụa lắm. Nhưng trái lại ngài thường ở nhà, thì họ nói với con cháu là muốn theo Phật, không ưa thích việc trần chút nào. Như thế ấy mới là hoang nghiệp, cái đã dối lấy mình, không còn tin mình được, không nhất định thì không nên việc chi đặng, hay không đến đâu cả, thật là tai hại. Cũng có kẻ cầu vái Phật vãng sanh, mà lại còn rất tham lam, danh lợi, thì quá tệ, để cho người ta lầm mình. Hay như người muốn giải thoát, mà lại chê Phật tăng là khất sĩ nghèo hèn. Có người muốn thành Phật, mà lại cũng muốn vinh thân xì ra, sống mãi phong lưu sang trọng, muốn làm Phật bằng sự trao dồi, thân xác dối dạ. Thế mới biết rằng, người tu là phải dứt nghiệp, bởi dứt nghiệp mới gọi là tu, chứ không phải tu và nghiệp đi được, hay tu bằng tạo nghiệp. Kìa như có một kẻ nọ nguyện rằng, xin Phật cho tôi sống đời bằng vật chất xác thân, đủ đầy danh lợi cho thỏa mãn, đặng khi chết đi tôi về với Phật, theo Phật lo tu mới vững chắc được. Nó quái nguyện cầm chừng. Nó quái nguyện cầm chừng như thế mãi, còn nghiệp tội gì cứ tạo gây hoài. Một hôm chết đi, linh hồn nó đi kiếm Phật, để xin theo Phật. Phật bèn lặng thinh ưng chịu, nhưng cũng trong lúc đó, các vong linh chủ nợ đi kiếm nó, kêu réo hổ đồi, rầy la đánh đập, làm sao động đến chỗ ở của Phật nữa. Thế là nó cũng không yên tâm chi được. Đã vậy nào thôi, ăn quen nhịn không quen. Nó đã quen tâm lo tính việc trời, đến đây học pháp tham thiền, nó thấy buồn teo vắng tẻ, không còn chịu nổi. Nó mới xin Phật cho nó trở về, nhập thai đền tội, để cho được nhẹ nhàng khỏe khoắn hơn. Bây giờ Phật cũng không còn biết phải làm sao, thôi thì an ủi nó về sau, khuyên đừng tạo nghiệp thì mới chắc gọi là có duyên với Phật. Lại cũng như có một người kia xin đi xuất gia giải thoát, nhưng lòng thì còn nhớ con, thương vợ. Vài bữa đầu thì xin phép với thầy cho về thăm nhà, ít lâu sau lại xin về thăm bà con ruộng đất. Nhưng qua lần sau thì người không còn hỏi xin nữa hết. Trong lúc vị sư tham thiền là nói lén trốn ra đi. Ra đi như thế để sau này đặt đứa con đường không còn dám trở lại. Thế là nó bỏ đạo mà trước kia là nó đã bỏ đời. Đời đạo nó đều bỏ cả, đều chán sợ cả. Nó đã loạn tâm chỉ vì vọng nghiệp, từ đó nó rất đau khổ, chỉ vì không định. Phật thì chẳng dám gần, ma lại không dám ở. Đời sống của nó còn khổ sở hơn kẻ chưa biết tu, chán nghiệp nữa. Cho đến nó đã làm ma, thành ma rồi, mà nó vẫn còn chưa hay. Như thế thì, người tu mà không dứt nghiệp thì tai hại biết bao. Cũng vì nghiệp nó làm cho người tu phải vọng ma phiền não, tự mình xa đạo, bỏ Phật bỏ thầy, bỏ Tây phương tịnh độ cực lạc. Chính cái nghiệp nó làm cho tiêu tan nguyện lực,
cho nên người tu mà không diệt bỏ nó, thì khó cho ai nghe theo kinh cậy. Và cái ấy tức là chưa phải chân, và cái ấy tức là chưa phải chân tu trong sạch. Ấy vậy sự tu của chúng ta, trước là phải không gây tạo nghiệp nhân cho ngày nay và sẽ tới, sao lại là phải ráng vui chịu trả đền quả báo của nghiệp cũ đã qua, bằng như muốn trả bằng cách mau chóng nhẹ nhàng, thì phải cố gắng thật tu tiến hóa, và phải đem đạo lý chỉ dạy cho khắp cõi đời, cho tất cả đều tu biết đạo, thì mình mới được yên vui tịnh định. Thế mà trong đời có kẻ lại gọi rằng, trở về Tây Phương xuất gia mới sẽ lo tu trao tâm, chứ hiện tại xuất gia giải thoát, giữ giới luật nhiều khó lắm. Họ tưởng chừng như họ có đến hai cái tâm lận, khi ở bên này là tâm khác, và khi ở bên kia là tâm kẻ khác. Mà họ quên rằng, cái tâm nghiệp là lúc nào cũng vẫn sẵn có, bệnh chướng mê trần. Và cũng bởi là họ chưa hiểu ra lời dạy của chư Phật Thánh từ xưa. Ở bên này là cư sĩ tại gia, không thể chỉ giữ giới trao tâm diệt nghiệp phiền não cho đặng, nên mới phải xuất gia khất sĩ và qua bờ bên kia, nhờ giải thoát ở chỗ vắng im mà dễ dàng giữ giới luật hơn. Vì ai muốn trao tâm là phải thu thúc. Vì ai muốn trao tâm là phải thu thúc lục căn thanh tịnh, diệt nghiệp phiền não bằng cả trên 20, diệt nghiệp phiền não bằng cả trên 250 giới luật mới được. Cũng vì tưởng lầm thế nên người ta đành xui chịu giải đại vuôn trôi, tới đâu hay đó. Kham đành vui chịu, sự kéo dài nhiều năm gây thêm tội nghiệp. Khi sống còn đây, trước đã không chịu nổi giới luật giải thoát trao tâm, không cố gắng tập lần, để đợi sau khi chết đi, thì tâm ấy được lại được chơn như thanh tịnh. Ở yên theo Phật đàn, đắc thành A-la-hán, đủ cả giới hạnh ư. Cũng như bữa nay biến nhát sợ tu, ham đắm vui chơi, ham đắm vui chơi, trụy lạc, mà lại nói trước rằng, ngày mai tôi sẽ thành Phật, một cái một, nói nghe rất dễ, đặng cho ai nấy cũng ham mê chăng. Thật vô lý quá. Việc ấy có khác nào câu chuyện bữa nay khuyên đi tu thì gọi nhớ nhà, nhưng ngày mai là tôi sẽ ở luôn theo Phật, không trở lại nữa, như là chuyện nói chơi. Thế mà trong đời cũng có đến không biết bao nhiêu giáo lý ỷ lại, mê hoặc kẻ tối tâm khờ dại. Họ đem cái tham lam miếng mồi để nhử câu đặng bắt cá tham, đem đi làm thịt, ăn cho sanh bệnh độc. Đó tức là sự quả báo của sự tham. Tham thì thâm, mưu sâu thì họa lớn, vai trả xoay chuyền, không ít lợi chi hết. Đành rằng có tinh, có linh, có thánh, có thần, sự vọng tưởng làm cho tinh thần xuất hiện cũng linh thiêng. Nhưng đó là việc trò chơi vô ích, vì nó không có làm cho ai được giác ngộ, sáng suốt giết nghiệp yên vui chi cả. Sự thật nào ai biết đâu rằng, muốn thành Phật là phải tu, học hành đúng y theo Pháp, muốn đến với Pháp, thì phải làm tăng trong sạch. Muốn làm tăng không phiền não, là trước tập học tu cư sĩ, dứt ác xa lời nghiệp tội. Phật và Tăng cũng như Tổ và Thầy,
hay là Như Lai và Bồ Tát. Còn Pháp là giáo lý ánh sáng, hào quang phun, phóng nối phun ra, tiếp dẫn, là nối phun ra là tiếp dẫn đạo sư. Giới luật thanh tịnh tu tâm là miếng đất tịnh độ cực lạc. Kẻ mà nhờ giác ngộ nơi Pháp nên được xuất gia nhập đạo, tức là được hào quang tiếp dẫn đưa vào giáo hội tăng già bất thối, là nhà của Phật. Xưa nay giáo lý chỉ đúng như vậy, chớ chẳng có xa gần đâu cả. Nhưng với kẻ ác thì dễ gì giác ngộ mà chẳng gọi là xa. Còn người trí kẻ thiện thì tịnh độ là chỉ có nơi người trong sạch chuyên nghiệp. Đó cũng là sự nói quyền, chứ đúng ra triết lý chân lý thì chân như là Phật tổ, trí huệ là Bồ Tát Tăng Sư, thiền định là hào quang tòa sen tiếp dẫn, giới luật là xứ Tây Phương cực lạc, hay như nói rộng nữa là những sự nín nghĩ là Phật, sự không không là Pháp, sự giải thoát là Thầy, sự im lặng trong sạch là chỗ ở của Phật. Có thể kiến giải sao cũng được hết, từ rộng đến hẹp, lý nghĩa vốn vô biên vô lượng. Có điều để chỉ rõ rằng, thân trong sạch, ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch, ấy là Pháp Phật. Ý trong sạch, ấy là con Phật. Tâm trong sạch, tức là Đức Phật. Như thế, thì ai ai cũng sẽ là Phật hết. Phật ấy tức là tam nghiệp trong sạch. Tam nghiệp trong sạch ấy mới gọi là tu. Tu là trả nghiệp, tu là đoạn nghiệp. Vậy thì chúng ta ai ai cũng phải nâng sau giác. Những tu là nghiệp của Đức Tu Sư Minh Long Quang, tôi xin tóm lại những cái phần đại ý của bài kinh hôm nay. Thì chúng ta thấy là đạo Phật đó là đạo của nghiệp, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cái nghiệp. Nghiệp đây tức là những cái ý chí, những cái hành động, những cái khát ái mà chúng ta còn ham muốn. Nếu còn ham muốn là còn phải đầu thai, đó là vấn đề quan trọng. Mà trong đạo Phật thường kêu đó là mạt na, ở ngoài chúng ta kêu là ý chí hay là tiềm thức, tức là thức thứ bảy, sự mong muốn, mong cầu, sự khát ái. Chừng nào sự khát ái này còn là chúng ta còn tiếp tục đầu thai. Nhưng mà chấm dứt cái sự khát ái mong muốn này, tức là cuộc sống không có vấn đề, không có mục đích, thì đó là cả một vấn đề khó khăn. Thành ra đây nói về nghiệp, Đức Sư Trưởng chú trọng vì vấn đề đổi thay cái nghiệp, còn kêu là chuyển nghiệp, tức là tu bằng pháp đối trị, pháp tập trung, pháp đè nén, dùng cái nhất niệm để diệt đi cái thiệt tạp niệm, để chuyển hóa cái con người chúng ta thăng qua, tiến lên những cảnh giới tốt hơn. Đó là cõi người, cõi trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Chứ chấm dứt vấn đề đầu thai là không được. Nhưng mà nếu chúng ta không chuyển nghiệp thì chúng ta sẽ đọa xuống bốn đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vĩnh viễn sống trong đau khổ và không thể nào chấm dứt vấn đề luân hồi sanh tử khổ được. Phải tiến lên chuyển bốn đường thiện. Đó là ý nghĩa chú trọng của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang về vấn đề đó. Còn vấn đề chấm dứt hẳn luân hồi sanh tử, nghĩa là phi nghiệp, thì Đức Sư Trưởng chỉ nói sơ qua thôi, cái đó rất khó. Thì hôm nay tôi cũng chỉ tóm sơ thôi. Còn vấn đề nghiệp, phi nghiệp mà vẫn thị hiện nghiệp dài dài, đó là của chư Bồ Tát và chư Như Lai. Hay nói cách khác là đạo Phật có vấn đề từ tạp niệm đi tới nhất niệm, đó là vấn đề chuyển nghiệp, vấn đề thăng qua, hay chúng ta thường kêu là tu là cải sửa. Còn vấn đề thứ hai là tu là để chấm dứt luân hồi sanh tử cho cá nhân của mình, tức là phi nghiệp.
hay là vô niệm, hay là thực nhận tất cả hiện tượng giới, tất cả tham sân si trở về chân không. Còn vấn đề khi trở về chân không rồi, khi nghiệp rồi vẫn thị hiện nghiệp dài dài, tức là tùy thuận dễ giáo hóa chúng sanh, như Đức Quan Âm, Đức Phật Thích Ca, thị hiện một thân nhiều thân, một cõi nhiều cõi, cho đến vô lượng thân vô lượng cõi. Thì như vậy đó là rốt ráo của đạo Phật. Vậy thì hôm nay tôi nói về vấn đề chuyển nghiệp, tức là từ bốn đường ác đi qua bốn đường thiện. Thì như Đức Tôn Sư Đại Đá ân cần dặn bảo chúng ta là chúng ta đừng tưởng chuyển nghiệp là khi đi tu thọ giới, tu thiền định, tu quán trí tuệ rồi cái nghiệp nó sẽ mất hết. Không phải như vậy, mà nó sẽ đổ nghiệp nhiều hơn. Đó là vấn đề mà thường thường chúng ta nếu không hiểu rõ thì chúng ta hay thối chuyển. Chẳng hạn như cái nghiệp đó là thuộc về vấn đề nhân quả. Từ trước giờ mình đã gieo vô lượng nhân rồi, vô lượng cái nhân xấu, thì khi gặp duyên, đất nước lửa gió đầy đủ thì nó sẽ trổ quả. Ví dụ mình gieo hột chanh, hột ớt, hay là hột những cái đắng chát, hột cức quả chẳng hạn, thì nó sẽ lên cái chanh, cái ớt và cái quả cức quả đắng ngát. Thì khi gặp phân đất đầy đủ duyên nó phải lên thôi. Thì chuyển nghiệp tức là hiện tại đã quá khứ đã gieo rồi thì hiện tại phải chịu quả. Nhưng mà theo đạo Phật chúng ta có quyền chuyển nghiệp trong hiện tại. Thì có nhiều cách chuyển. Nếu mình quá yếu thì cái nghiệp nếu quá nặng thì chúng ta chuyển một phần nhỏ thôi. Và nếu càng chuyển chúng ta mong cầu nghiệp nó đến thì nghiệp nó sẽ đổ dồn. Như Đức Tôn Sư nói, nếu mình muốn ở xứ mà thiếu nợ mà còn ở lại thì người ta ít có đòi. Còn nếu mình muốn đi sang Mỹ, đi sang nước khác, vĩnh viễn là không còn ở cõi trần này nữa, thì tất cả món nợ đều phải đến đòi. Thì vấn đề tu cũng vậy. Chúng ta tạo nghiệp bây giờ có thể nói, Đức Phật nói có thể như cái núi đó, trồng biết bao nhiêu núi, cái nghiệp nó sẽ cao như cái núi Tu Di. Núi Tu Di là giống như cái núi mà chúng ta kêu là núi Hy Mã Lạp Sơn, mà cao gấp mấy tỷ lần như vậy. Đó là nói cái nghiệp chúng ta đã gieo tạo. Thì khi chuyển ra, nếu chúng ta quá yếu thì những cái nghiệp lớn gấp nặng nó sẽ đổ về. Còn nếu muốn mạnh thì chúng ta phải xuất gia. Và vấn đề trả nghiệp của người tu đó là dùng cái pháp lý, phải đắc quả A-la-hán trở lên, pháp lý mà giáo hóa chúng sanh. Như thế mà chúng ta thấy là A-la-hán còn phải trả nghiệp. Như Mục Kiền Liên là bị bọn cướp đó, ngoại đạo nó đánh cho tới chết. Đức Phật Thích Ca chúng ta đã đắc quả rồi, thế mà bị lăn đá cho đến đập chân, thì chúng ta thấy cái nghiệp thì nó phải trả thôi. Nhưng có điều các bậc thánh là không bao giờ khổ, không bao giờ khổ. Thành ra chúng ta còn ở trong khổ, còn ở trong khổ. Thì cái quan trọng nhất của vấn đề chuyển nghiệp hay là thoát nghiệp thì cũng là giới định tuệ thôi, không có gì khác. Nhưng mà giới định tuệ có bốn đường ác là tà giới, tà định, tà tuệ. Có bốn đường thiện là chánh giới, chánh định, chánh tuệ, chánh đối với tà. Còn của bốn chữ thánh là thánh giới, thánh định, thánh tuệ, tức là vượt lên thiện ác, chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn của chư Bồ Tát đó thì thánh giới, thánh định, thánh tuệ tùy thuận, trở lại thị hiện thiện ác mà vẫn không dính mắc. Thì tôi xin lặp lại, trong cái gầm tháng giêng hôm nay, thì vấn đề giới là gồm có năm giới. Một là không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối và năm không uống rượu. Thì tôi không giảng lại nữa. Là chúng ta phải cố gắng giữ cho tròn. Cái giữ giới thì thật ra rất khó đấy. Nhất là cái thời buổi mà vật chất thịnh hành như thế này, thì có nhiều người ăn chay không nổi. Thì năm giới là phải 10 ngày chay. Có người thì trả giá đấy, có 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày cũng được. Nhưng mà nếu mình cố gắng tiến lên. Còn có người năm giới mà họ ăn thẳng chay trường, là những ngày này kiếp trước có tu. Và những người tu như vậy thì cái nghiệp nó đến còn dữ hơn nữa. Chúng ta nên nhớ như cái bài tu và nghiệp của Đức Sư Trưởng vậy. Thì cái ông đuôi đó là, cái ông đó là đi thân thì đi ở đợi cho người ta. Mà thấy ông thầy tu là xin nguyên tiền để cất chùa, cũng là bỏng sẻn quá không cúng, ông cúng.
Nhưng mà cúng đổi đời làm sao cúng? Bán cái thân cho chủ luôn, nghĩa là suốt đời. Làm tôi tớ lấy cái số tiền đó trong suốt đời cúng cho chủ, thì cúng món nợ rất là lớn đấy. Thì một thời gian ổng bị cùi. Cùi rồi bây giờ làm sao vậy? Cùi chủ thấy đâu có nuôi gì được, phải cho cái món nợ đuổi ra khỏi nhà, thì phải đi ăn xin. Đi ăn xin rồi bây giờ đi ăn xin thì có bữa đói bữa no. Thì ông thầy tu ổng đi, ổng thấy cái ông này đó cúng cho mình, bây giờ bị cùi, đi ăn xin, ổng mới tội nghiệp đem về chùa cho giọng chuông. Giọng chuông thời gian lại đuôi hai con mắt. Đuôi hai con mắt thì chỉ ngồi giọng chuông thôi, thì đuôi mắt đâu có thấy đường, đi vô cầu tiêu té ở trong cái hầm phận. Đâu chết ổng ai hay hết. Thì bây giờ tới chừng kiếm mất thấy ổng mới đi kiếm không thấy, lại cầu tiêu thấy ổng nằm ở dưới cái ao phận. Bây giờ mới vớt lên đi chôn. Chôn được có 5-7 bữa thì trời mưa đánh sét đánh văng cái hòm lên, xương xác xương thịt văng lên trên đất hết. Thì nếu mà mình không hiểu về vấn đề nghiệp, tu và nghiệp, thì mình chán nản mình không tu nữa. Mình nói trời ổng làm phước biết nhiêu, đã bán thân suốt cuộc đời cho dành cho bố thí nhà chùa, mà lại bị cùi, rồi lại bị đuôi, rồi lại bị té xuống hầm phẫn, rồi bị trời đánh. Tu như vậy thì tu làm chi? Mình làm ác sướng hơn. Thành ra có người làm ác mà phước báo dẫn đến dài dài, mà có người làm thiện mà cứ tai nạn đến hoài. Thành ra Đức Phật mới giảng như là cái nước vậy. Nước mưa đó là phước báo. Nếu mà mình còn cái muối mặn đó là tai họa. Ví dụ mình có một chén nước, chén nước mưa là cái phước báo mình có một chén thôi. Bây giờ bỏ vô đó chừng 3-4 muỗng muối là mặn chát. Trái lại nếu phước báo mình như là cái thùng nước 20 lít, thì bỏ 1-2 muỗng hay 1-2 muỗng vô thì nước vẫn ngọt thôi. Còn nếu phước báo mình như cái hồ nước 500 đôi, thì bỏ vô 1 ký cũng chưa ăn thua gì hết. Thành ra cái phước báo nó nhiều. Hồi kiếp trước mình đã tạo nhiều phước báo, bây giờ mình làm ác vẫn không ăn thua gì hết. Mình phước báo mình kiếp trước là 500 đôi nước, thì bây giờ mình làm ác tai nạn là 20-30 ký, 50-70 ký cũng chẳng ăn thua gì hết. Còn người kỳ trước không có tu phước báo bằng một cái chén nước, thì đừng nói 1 ký, 1-2 muỗng muối là đã mặn, cái tai họa đến một ít là đã chết rồi. Thành ra mình không biết kiếp trước mình sao, kiếp này mình cứ làm và cứ kiên nhẫn trong vấn đề tu tập. Mà nói kiên nhẫn cho khó kiên nhẫn lắm. Tới giai đoạn nào mới kiên nhẫn được? Giữ năm giới rồi chưa có kiên nhẫn nổi đâu. Phải tu thiền định cho có cái tâm vững chắc, đây là cái định lực của mình đấy. Mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chưa có định lực đâu, mới hơi hơi thôi. Được rồi đếm từ 1 tới 10 mà không có cái tư tưởng tạp niệm xen vô, thì bắt đầu qua giai đoạn thứ 2. Niệm Phật khỏi đếm, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật không, mà nếu nó có tạp niệm phải trở lại giai đoạn thứ nhất. Thì nếu giai đoạn thứ 2 này được là bắt đầu cái định lực hơi có rồi đấy. Có chứ còn chưa chắc là trả nghiệp. Khi nỗi nghiệp tới dồn lên như nãy tôi nói, cái ông mà té thùng phẩm đó, thì có thể mình phối chuyển. Mình tu chừng nào mà thấy mấy tai họa mới đến nhiều chừng ấy. Chúng ta coi cái quyển mà ông trưởng giả mà cán rễ gì đó, cũng ở trong đó vấn đề là nó tai nạn tới cùng lưng. Thì nếu mà chúng ta tới giai đoạn thứ 2, chúng ta phải bền chí vượt qua nữa. Cái nghiệp nó sẽ đến nặng. Tới giai đoạn thứ 3 là khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật. Thì giai đoạn này mình có quyền chuyển nghiệp đấy. Nghĩa là có thể là dùng cái định lực để chuyển hết cái nghiệp ác này. Thì cái định lực rất là mạnh. Và phải quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau. Nghĩa là tất cả hiện tượng giới này, sắc thân mình, cái xe Honda, cái nhà, đều do nhiều duyên kết hợp lại. Để thấy rằng cuộc đời nó không có thật. Mà không có thật thì ý chí mình mạnh, dầu có nghiệp nó đến, mình thấy nó cũng là do duyên giả hợp. Do duyên giả hợp. Và khi mà tai nạn ở trong gia đình, mình mẹ chết, vợ chết, con chết một lượt luôn, thì mình không đến đổi phải bù đầu tóc rối vậy đâu. Than khóc, đập ngực, đập mình để tới đến đất bất tỉnh. Thì có thể nếu chúng ta càng tu chừng nào có nghiệp càng lớn, đôi khi cha mình chết, mẹ mình chết, vợ mình chết, con mình chết trong một tháng đó luôn. Trường hợp này vẫn xảy ra như thường. Mà nếu người không có tu, không có định lực mạnh, không có niệm Phật khỏi đến đoạn thứ 3, và không có thường quán xét cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cuộc đời là duyên hợp, đã duyên hợp thì có ngày chia ly. Trong hội hợp đã mày nảy mầm chia ly. Trong hạnh phúc đã nảy mầm đau khổ. Cuộc đời nó phải vậy và mình phải thấy nó dĩ nhiên phải vậy. Nhưng mà cái này phải quán hằng ngày. Rồi sau đó mình mới thấy rằng bây giờ đi tới cái bất tử là cái chánh, tức là niết bàn.
mà muốn đi niết bàn thì phải thấy các pháp duyên hợp là không có hình tướng luôn. Cái xe Honda, cái tay cầm, cái yên, cái bánh, cái đèn, tất cả đều không có hình tướng giống như mình thấy vậy. Còn cái nhà này cũng vậy, cái cột, cái kèo, cái cây cột nhỏ, cột lớn, cái vách tường, cái thiết đều không có hình tướng như mình thấy vậy. Nó là vô tướng. Thì cái này chúng ta phải xuất gia và giữ 10 giới, 250 giới và 348 giới nếu là người này. Thì cái cơ duyên chúng ta sẽ trực nhận vào tất cả các hình tướng mà mình thấy duyên hợp đó, không có hình tướng. Nó chỉ là một vùng hào quang, nó chỉ là một năng lực bàn bạc trong vũ trụ. Do cái nghiệp lực, cái nhận thức của mỗi người mà chụp mũ lên nó, thành ra nó mới có hình tướng. Chẳng hạn như người ta thì thấy nước là nước, còn ngạ quỷ là thấy nước là máu, cõi trời thấy nước là lưu ly, các nhà khoa học thấy nước là H2O, các nhà điện tử thấy H là oxy, một điện tử âm, một điện tử dương, oxy 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Thì tất cả nước là gì? Nước không có hình tướng. Tùy theo cái nghiệp lực, tức là cái nhận thức, cái tâm của mỗi chúng sanh, chụp mũ nó thành ra mọi hình tướng. Mà hãy có hình tướng thì phải chịu khổ đau. Đó là vấn đề quan trọng nhất của bài tu và ngày hôm nay. Vậy thì trước khi dứt lời, tôi cũng xin một lần nữa là chứng minh cái buổi số bát hôm nay của cô Ký và cô Trần, và cũng như tính chủ cầu siêu cho Nguyễn Văn Lân, hưởng dương 32 tuổi, ông Phạm Thị Thôi hưởng thọ 78 tuổi, cũng như tất cả pháp hội chúng ta và tất cả pháp giới chúng sanh đều dẫn sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bóng của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, tức là ngày 1 tháng 2, thì năm nay cũng như hàng năm chúng ta cũng tổ chức, có thể nói là cũng như là 2 ngày, thì Chư Tăng là phải đi cái trước 3 ngày, tức là 30 mùng 1. Thì cái lịch trình đó tôi xin đọc, rồi chư Phật tử nào có rảnh thì đi. Mà hôm nay cái đặc biệt đó là 6 đoàn hội họp lại, là cứ 5 năm thì có một kỳ tổ chức chung của 6 đoàn. Chung của 6 đoàn, tức là 6 đoàn đều hội họp về một cái tổ đình nào lớn nhất đó để tổ chức kỷ niệm sư trưởng, và 6 đoàn đều phải đi lên đó hết. Còn dư bao nhiêu thì tổ chức tại tịnh tổ đình tịnh xá của mỗi đoàn. Thì năm nay cái tổ chức chung 6 đoàn lớn nhất đó là ở Hội An, tức là chúng ta nói Đà Nẵng gì đó, tức là tịnh xá Ngọc Cẩm, 56/53 Hùng Vương, phố Cẩm Phô, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đó là ở ngoài Trung đấy. Thì sư Phật tử nào có đi giúp tôi đọc chương trình, thì có đi thì tổ chức đi ha. Thì ở ngoài đó là sẵn khánh thành cái tịnh xá Ngọc Cẩm luôn, thành ra tổ chức cái buổi khánh thành tịnh xá và của sư trưởng 3 ngày hết thảy. Còn chúng ta đó, đoàn 1 đó, thì sẽ kỷ niệm sư trưởng tại tịnh xá Ngọc Viên, tức là tổ đình tịnh xá Ngọc Viên ha. Thì ai có đi ngoài Trung thì đi, còn không đi thì về tịnh xá Ngọc Viên cũng có kỷ niệm sư tổ của đoàn này. Còn tịnh xá Ngọc Cẩm ngoài Trung là kỷ niệm tổ sư của 6 đoàn ha. Thì năm nay mấy hòa thượng là đi về Ngọc Cẩm ngoài Trung hết á, còn ở Vĩnh Long thì tôi phải chứng minh tôi không có đi. Thì tôi đọc cái chương trình của Vĩnh Long. Thịt mời Phật tử, thịt mời của tôi phải khỏi đọc. Thịt mời: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ tưởng niệm 53 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai tổ hệ thái khất sĩ vắng bóng, tức là 1 tháng 2 năm Giác Ngọ 54, cho đến nay là 1 tháng 2 Đinh Hội 2007, được tổ chức trong 2 ngày 30 tháng Giêng và 1 tháng 2 Đinh Hội, nhằm ngày 18-19 tháng 3 năm 2007 tại tổ đình tịnh xá Ngọc Viên, số 14/20/2 Xóm Tràng, phường 2, thị xã Vĩnh Long. Thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời Phật tử tịnh xá Ngọc Dân nhân chút thì giờ về tham dự. Sự hiện diện của quý Phật tử sẽ giúp cho buổi lễ tưởng niệm thêm phần trang nghiêm, long trọng và đạt nhiều lợi ích tốt đẹp. Rất mong được đón tiếp quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tư Ngôn Ni Phật, thay mặt ban tổ chức và thượng giác giới. Và đây là chương trình lễ tưởng niệm 53 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, ngày 30 tháng Giêng năm Đinh Hợi, nhằm ngày 18 tháng 3 2007.
sáng 7 giờ viếng thăm quê tổ ở xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, 11 giờ lễ cúng ngọ và thọ trai tại tổ đình trên cá Ngọc Viên, chiều thì 2 giờ Phật tử tụng kinh Tam Bảo, 2 giờ 30 thì Phật tử Chư Tăng đọc và giảng chân lý tổ sư, 18 giờ tức là 6 giờ Phật tử tụng kinh Tam Bảo và sám hối, 18 giờ 30 thì Pháp Đạt, đó là bữa 30 tháng Giêng. Còn ngày mùng 1 tháng 2 năm Đinh Hợi nhằm ngày 19 tháng 3 2007, 4 giờ 30 tụng kinh Tam Bảo, 4 giờ 30 sáng, 7 giờ 30 lễ chánh thức tụng niệm tổ sư, một là lễ kính Tam Bảo, hai đọc tóm tắt chỉ sử và một số lời dạy của Đức Tôn Sư Minh Lăng Quang, 3 cảm tưởng của Phật tử, 4 là huấn từ của Hòa Thượng Chứng Minh, 5 là cảm tạ ban tổ chức, 6 hồi hướng, 7 là khất thực truyền thống trong khuôn viên Ngọc Viên, 10 giờ 30 lễ cúng ngọ và thọ trai, 12 giờ 30 hoàng ảnh. Đó là tại tổ đình. Còn ở tại tỉnh Cá Ngọc Dân đây thì 30 có sư Minh Triết chứng minh để cúng hội. Còn tôi Minh Hà, Duyên Minh Hiệp, Duyên Minh Đạm và Lên Vĩnh Long. Thì Phật tử nào muốn ở đây cúng thì ở, muốn lên Vĩnh Long thì lên, còn muốn đi ra ngoài Trung Hội An thì đi. Năm nay tới 3 chỗ thì Phật tử muốn đi đâu thì đi, mình con chim cũng bay đâu đó bay. Mà ở đây thì tôi không có đi, thành ra không có tổ chức. Phật tử nào muốn đi thì đi tự do rồi đó, hay là tự mình tổ chức với nhau thì tôi không biết. Còn ở đây quý sư đi đó thì sáng 4 giờ quý sư phải tụng giới bổn ở tại Vĩnh Long, thành ra chiều 29 là bốn sư tôi Minh Hà, Minh Hiệp với Minh Đạm phải lên Vĩnh Long. Thì Phật tử chắc không có đi bữa 29 đâu. Phật tử muốn đi bữa 30 hay mùng 1 thì mùng 1 là bế mạc đó, thì nếu có thì bốn sư quá giang trở về, còn không có chắc phải đi xe ngoài. Thì tùy Phật tử, nếu tổ chức thì cho hay, có đi thì Phật tử đi bữa 30 thì ở đảnh ngủ một đêm, còn nếu mùng 1 đi đó thì khỏi. Thì bắt đầu tổ chức là cúng ngày 30 tới mùng 1, 12 giờ 30 mới hoàn mãn. Nhau từ đây Phật tử tổ chức. Còn bây giờ kế đó là tịnh xá Ngọc Cẩm ở ngoài Trung, cái chương trình hai cái tới mùng 30, mùng 1 và mùng 2, 2-3 ngày để mà vừa khánh thành tịnh xá, vừa kỷ niệm sư tổ sư Minh Lăng Quang. Thì cái chương trình quá dài, nhờ Phật tử đọc, tôi đọc không nổi nữa. Ai đọc? Ta là không tà dâm, tức là chồng thôi. Người nam không được có vợ bé, người nữ không được lan trạ chồng con người khác, và cần phải tiết dục nữa, tức là gia đình chỉ có 1-2 người con là đủ, chứ còn 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16 là phạm giới đấy. Nó là không có chánh danh đấy. Là giới thứ ba này chúng ta cố gắng giữ. Giữ được thì im lặng ha, còn nếu Phật tử nào thấy thắc mắc hoặc giữ không được thì cho biết. Còn giới thứ tư là không nói dối, chỉ nói sự thật thôi. Thì nếu trường hợp nào mình thấy không nói dối được, không nói được thì thà là đừng nói, đã nói phải nói sự thật. Ví dụ mình, tôi thường ví dụ á, mình gửi tiền trong ngân hàng số tiền quá lớn, mà người ta hỏi mình có gửi không, mình nói cái này khó nói lắm, thôi chỉ cho bỏ qua đi, thà rằng đừng nói, còn đã nói phải nói sự thật. Thì mình thấy nói sự thật có hại cho cái sinh mạng mình thì tốt hơn thà để đừng nói, thì không phạm giới. Còn nói em gửi có một ít, có 1.500.000 thì phạm giới, nên nhớ. Còn hai trường hợp được quyền nói dối là, một là nói dối mà lợi người khác hại mình, tức là như bác sĩ vậy, mình thấy bệnh nhân bệnh nặng mà có cái tai nạn gì, có gia đình mình báo tới cho người bệnh thì phải nói dối ngay để mà cho người bệnh hết bệnh. Hết bệnh rồi mới nói sự thật, thì cái này có phước chứ không có tội. Còn thứ hai là nói dối lợi mình, lợi người, cả hai đều lợi hết, thì phước báo vô lượng. Chẳng hạn như trong giới luật của khất sĩ đây, thì mấy cô đến tịnh xá tăng, tức là nam đấy, thì phải đến hai vị. Nào coi xuống dưới cốc muốn kể chuyện gì, muốn nhờ quý sư giải quyết cái gì, phải hai cô. Còn một mình, nhiều khi mình xuống dưới rồi mình cảm động qua chuyện nhà, mình bộc bạch những cái lời đó rồi mình khóc, thì nó kẹt cho các sư. Thành ra mình phải đi hai người. Thành ra buộc lòng là khi mình muốn người bạn mình đi thì phải nói dối. Nói dối mà giúp cho cổ được tiến hóa, thấy cổ là ưa chữ oai chữ thuyết này kia thì nó đưa đến cái chỗ hư.
Thành ra mình nhờ các sư giảng cho cổ, thì lợi ích cổ, lợi ích mình, cả hai đều lợi. Thì nói dối này không có hại mà phước báo rất nhiều. Còn ngoài ra tất cả hai trường hợp này không được làm người nói dối. Thì sư Phật tử thấy giữ được không? Rồi, nếu được yên lặng ha. Còn giới thứ năm là không uống rượu. Thì cái này người nam khó nhất. Cái giới sát sanh thì người nữ khó nhất vì làm bếp. Ha, nhiều khi mình không ăn mà phải giết loài thú lớn cho gia đình ăn. Giết loài thú nhỏ thì được, mà giết loài thú lớn thì kệ. Thành ra phải nhờ người khác giết. Còn nếu buộc lòng phải giết thì phải chú nguyện xin nó. Rồi sau từ từ phải làm sao làm đủ cách để tránh. Ví dụ cha mình có hiếu thì mình sao mình phải khuyên ông. Chứ không phải là nghe lời ông cứ giết hoài. Nhưng lần đầu tất nhiên phải chiều ông nghe. Nhưng mà sao phải tìm cách nhờ các nhà sư khuyên ông đi chùa, còn không thỉnh cải tăng tại nhà để đổi khuyến quá ông. Đó là tôi nói một cái thí dụ trong nhiều thí dụ thôi. Thì đó là vấn đề nói dối. Còn vấn đề uống rượu thì chúng ta nên nhớ là người nam thì kẹt vào cái này. Thành ra người nam phải tránh tuyệt đối rượu, trừ trường hợp rượu làm thuốc thì được. Còn uống cái say xưa mà đánh lộn hoặc là phá nhà phá cửa thì phạm giới. Thì cố gắng tránh. Còn nếu giữ kỹ hơn nữa là không những không uống rượu mà tránh tất cả những cái gì như ghiền thuốc, ghiền trà, ghiền cà phê, uống thành cử mà không có không được. Một ngày hút thuốc tới 2-3 gói mà không có chịu không nổi là phạm giới. Còn hút để xả dao một điếu là có thì hút, không có thì thôi, thì cái này không phạm. Vậy thì mấy ông mấy cô có thể giữ được giới thứ năm không? Nếu được thì yên lặng. Như vậy là xong đấy. Tôi bắt đầu truyền giới. Tôi đọc một câu trước, mấy ông mấy bà đọc theo. Ngon rồi. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Lễ một lễ. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Lễ một lễ. Cái tai ngửa lên. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri,
do Ngài tự ngộ. Tất cả chúng sanh mà được an vui, không có tai nạn phiền hà là nhờ ở dữ giới. Và tất cả chúng sanh mà được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới. Và tất cả chúng sanh được đắc quả nhập niết bàn thành Phật cũng nhờ dữ giới. Vậy quý ông quý bà cố gắng giữ giới cho đến trọn đời, chớ nên để lắm nhờ. Mô Phật biểu truyền giới đến đây tạm là viên mãn. Thì bây giờ nếu ai có pháp danh rồi thì xong đó, có ai chưa có pháp danh nó xin pháp danh thì tôi xin đặt pháp danh. Còn đây có pháp danh chưa? Là Vân Thuần. Thuần heo, thuần là thuần thục đấy, chỉ có một cái thôi, không có pha lộn cái khác. Vân là may, nhờ ông giữ giới kỹ cho nên tu hành tinh tấn thì thuần thục cái đó, cho nên giải thoát không có dính mắc giống như đám mây. Nhớ Vân Thuần, Vân là Ngọc Vân đấy, thế họ Vân là họ, Thuần là tên, ha, là đặt rồng không có pha trộn, ha, cố gắng giữ giới cho đủ. Vậy là xong, ông lễ Phật, lễ sư trưởng rồi, ông trực là thẳng đó, cái lòng thẳng ngay là cái nào đúng giới thì giữ, cái nào không đúng thì không giữ, ha, đó là trực, cái tâm thẳng, ha. Thì Vân có nghĩa là mây. Nhờ cái tâm thẳng cho nên giữ giới, cho nên đắc quả nhập niết bàn không có dính mắc. Vân trực, nhớ ha. Vậy là xong rồi đó. Lễ Phật, lễ sĩ trưởng là nghỉ. Lâm là rừng, là dày, là làm một cách song sáo, không có bao giờ thối chuyển. Thành ra thấy được cái Phật tánh như như là không sanh diệt. Thành ra có pháp danh là Như Lâm. Như là cái họ, họ Như Lai đấy mà. Còn Lâm là rừng, là đông đúc. Vậy là cô xong, cô lễ Phật, lễ sư trưởng thì cô nghĩ. Lê Thị Phương Thúy là ai? Cô đặt là Như Cẩm. Cẩm là gấm á. Gấm, gấm quý là ta nói không có gì quý bằng gấm á. Còn Như là được thấy được Phật tánh Như Như. Thành ra có pháp danh là Như Cẩm. Rồi cô xong ạ. Rồi tới Trịnh Khánh Linh. Trời, tên Khánh Linh đẹp đó ha. Pháp danh là Như Tường. Tường là tốt đẹp đấy, heo sáng tỏ, nhờ tốt đẹp sáng tỏ thông minh cho nên thấy được Phật tánh Như Như, nên pháp danh là Như Tường. Như là cái họ, còn Tường là cái tên, heo. Còn Lâm Thị Đẹp tức là pháp danh là Như Tươi, heo. Đẹp thì phải tươi, heo. Tươi là luôn luôn tươi tắn mãi, nhờ giữ giới cho nên sáng tỏ tươi tắn, thấy được Phật tánh Như Như nên pháp danh là Như Tươi. Vậy là xong đấy, ngon vậy. Phạm Thị Trâm, cô nào? Ừ. Pháp danh là, cô 70 tuổi là hả? Pháp danh là Như Cung. Cung là kính mến, cung kính mọi người, cung kính cái giới lực, cho nên thấy được Phật tánh Như Như, cho nên pháp danh là Như Cung. Ha? Mà xong rồi đó, thì cô xong đó. Còn cô kế đó là cho pháp danh là... là Như Cửu. Cửu là bền bỉ sống lâu đó, trường cửu đó, heo. Là cô giữ giới một cách bền dài, không có chuyển biến, heo. Cho nên thấy được Phật tánh Như Như, pháp danh là Như Cửu. Rồi cô xong á. Như Chi. Chi là thấy được cái đường lối đi đó, cái nhánh đi của đạo Phật đó, heo. Thành ra thấy được Phật tánh nên pháp danh là Như Chi, heo. Như vậy là xong đấy. Thưa lễ Phật, lễ sư trưởng rồi xong. Mô Phật buổi truyền giới đến đây tạm là viên mãn. Thì có sám hối không? Là xuống thôi giờ tử sám hối rồi tụng niệm Phật rồi xuống dùng cơm. Bữa nay có trai tăng á, rồi thỉnh quý sư thọ bát.